Vâng, thưa quý vị, khi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và Philippines chỉ còn vài ngày nữa sẽ khởi tranh, thì các công ty lữ hành đã nhanh chóng tung các gói tour xem bóng đá để phục vụ người hâm mộ. Hàng loạt các hãng lữ hành như là Viettravel, Saigon Tourist, Chance Viet Travel cũng đã tung ra gói tour Bacolod Philippines kết hợp xem trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển quốc gia Philippines vào ngày 2 tháng 12 tới, với giá chung là 16.900.000 đồng một người, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Với những khách hàng lựa chọn xuất phát từ Hà Nội, thì Hà Nội Red Tour, Viettravel, Experience Tour cũng đã tung ra gói tour chọn gói 2 ngày một đêm, bao gồm việc ăn ở, du lịch và xem trận bán kết, với giá là 23.500.000 đồng một người. Những gói tour này vừa được tung ra đã gần như được lấp đầy. Ngoài những đơn vị này thì rất nhiều hãng lữ hành khác cũng đang tự tổ chức các tour theo hình thức bay charter đi sang Philippines với giá tour khoảng từ 21 đến 23 triệu đồng một người. Và các tour này thường kéo dài 2 ngày một đêm, bay thẳng từ Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó thì Vietnam Airlines cũng thông báo sẽ bổ sung thêm một chuyến bay thẳng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bacolod lúc 11 giờ ngày mùng 2 tháng 12 và khởi hành từ Bacolod trở về thành phố Hồ Chí Minh lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ địa phương để phục vụ người hâm mộ nước nhà.